quý vị, lễ thả cá chép ngày ông Công ông Táo là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Đáng mừng là trong những năm gần đây thì người dân khi đi thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời đã có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Cứ 23 tháng Chạp hàng năm, nhiều sông hồ ở Hà Nội lại bị ô nhiễm bởi hành động xả rác và túi ni lông khi nhiều người dân thả cả túi ni lông và cho xuống sông hồ để tiễn ông Công ông Táo về trời. Để tránh xảy ra tình trạng này, nhóm tình nguyện câu lạc bộ Giữ Hà Nội Sạch đã có mặt tại Hồ Tây và Cầu Trương Dương từ sáng sớm ngày 23 tháng Chạp để tổ chức, hỗ trợ và tuyên truyền người dân thả cá đúng cách, hạn chế ô nhiễm môi trường. Đây là một trong những hoạt động thường niên của nhóm trong suốt 5 năm qua. Nhóm đầu tiên là đi trao các biển hiệu để truyền thông tới mọi người và bên cạnh đó là trao cả bao tải. Thì khi sau khi mà mọi người thả cá xong, mọi người sẽ bỏ túi ni lông vào đó. Cứ cách khoảng 2 tiếng thì mọi người sẽ đi một vòng hồ để kiểm tra xem là những bao tải đấy đã đầy chưa và mình sẽ thay những bao tải mới. Thời tiết thì không ủng hộ và nhân lực thì cũng thiếu do dịch Covid. Thế nhưng nhóm vẫn quyết tâm làm để với cái mục đích là tuyên truyền để cho mọi người có cái ý thức tốt hơn để bảo vệ môi trường. Cô cảm thấy cái việc làm này rất có ý nghĩa là về vệ sinh môi trường. Thế nên là đúng là không, nếu mà không có hai cái túi, không có các bạn tình nguyện viên để túi ở đây thì có khi là nhiều người có khi người ta cũng là vô tình thôi thì lên, có khi là thả cá xuống xong là vứt luôn túi ni lông ở cầu thang. Thế nên là làm như thế này rất là tốt, vừa giữ gìn vệ sinh môi trường mà là sạch đẹp. Nhiều năm qua, việc thu gom túi ni lông, rác thải của nhóm tình nguyện viên này đã nhận được sự ủng hộ của mọi người. Năm nay, nhiều người đã có ý thức hơn lựa chọn cách mang xô, chậu hay hộp để đựng cá, hạn chế phát sinh rác thải thay vì túi ni lông như những năm trước. Hôm nay em mang một cái hộp ở nhà đi để đựng cá vì em không muốn mang túi ni lông đi rồi vứt bừa bãi ra, thì đó là có hại cho môi trường. Mình mang những dụng cụ để bảo vệ môi trường như thế này thì vừa duy trì được những nét đẹp truyền thống cũng như là vừa bảo vệ được môi trường. Năm nay là năm số 5 Keep Hanoi Clean tổ chức sự kiện hành động bảo vệ môi trường vì ngày lễ ông Công ông Táo, và tôi rất vui xem mọi người thả cá không có túi ni lông. Rất nhiều người không có túi ni lông, họ mang bát hay là mang cái gì mà không cần túi đi đấy, thì tôi rất vui xem việc đó. Ngoài việc tuyên truyền và thả cá giúp người dân, các tình nguyện viên còn thu dọn rác thải, bát hương bị ném ở dưới chân cầu. Thả cá chép đưa ông Công ông Táo chiều trời là nét văn hóa truyền thống của Việt Nam, và nét văn hóa đó chỉ đẹp khi đi cùng những hành động đẹp và có trách nhiệm giữ gìn môi trường chung. Những việc làm ý nghĩa của câu lạc bộ Giữ Hà Nội Sạch không chỉ trực tiếp làm giảm thiểu lượng rác thải, túi ni lông mà còn góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, tô đẹp thêm nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về.